Xin chào quý chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với đội trưởng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua chúng ta chứng kiến hai đảng chính trị Hoa Kỳ Cộng hòa và Dân chủ là đánh nhau trên cái vấn đề ngân sách và cái chuyện tiêu biểu nhất là cái chuyện nợ trần. Vào cuối tuần qua thì ông Mitch McConnell trưởng khối thiểu số Cộng hòa OK, như cho bên dân chủ là nâng nợ trần và tiếp tục chính phủ cho đến ngày 3 tây tháng 12 và sau đó ông nhận có sự chỉ trích rất là kịch liệt từ phía những người cộng hòa và ông tuyên bố rằng là chỉ có một lần thôi nhé lần sau tôi không có cho dân chủ dễ dàng đâu thì cái câu chuyện đó đây là cái vấn đề ngân sách những cái chính sách của dân chủ muốn là thêm nhiều tiền để mà xây dựng lại hạ tầng cơ sở con người là đưa cho người dân những cái những cái khoản tiền để mà phục hồi lại nền kinh tế thì liệu cái chủ trương đó có đạt được lợi thế chính trị cho dân chủ hay không hay là người dân bắt đầu chứng kiến rằng là bên phía cộng hòa kịch liệt chống đối và người ta cảm thấy rằng là chính phủ bị gọi là chia rẽ thì người dân lại thay vì mừng với cái số tiền họ nhận vào trong tay họ lại phản đối cái tình trạng mà chính trị chia rẽ thì đây là một cái chuyện rất là phức tạp và câu chuyện này câu chuyện anh em chúng tôi sẽ đề cập đến với quý vị trong ngày hôm nay xin chào đôi dũng chào mai phải long kính chào khán giả sbtn người ta thường hay nói có tiền mua tiền cũng được nhưng mà cũng không hẳn là như thế mà có nhiều tiền thì có thể mua tiền được nhưng mà cũng có những trường hợp nhiều tiền nữa nhưng mà cũng không mua được nhưng mà mua được rồi đó, thì phải nhắc tiền là tôi phải nhắc người ta tôi mua được tiền rồi nhé nhưng mà không nhắc thì không ai biết hết và đó là cái tình trạng mà xảy ra ở tại Hoa Kỳ hiện nay và đó là lý do tại sao mà Đảng Dân Chủ đang phải gặp khó khăn rất nhiều. À, trước khi mà qua tới cái phần mà anh Long nói là cái chuyện mà nợ trần đó, thì nó trước đó bên Đảng Dân Chủ làm rất nhiều điều nhưng mà tại sao mà ta không biết chứ. Đó. Và Đảng Dân Chủ đã bỏ ra cả hàng tỷ, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ đô la để mà mua phiếu, tức là mua trong một kép mà cái chuyện nó rất bình thường đảng nào cũng làm hết tất cả mọi đảng trên thế giới này từ cổ chí kim cho đến, đến mãi ừ. mãi dù là đảng cộng hòa dân chủ đảng phát xít đảng cộng sản đảng gì cũng đều dùng cái chuyện đấy họ dùng của cải và tiền bạc của người dân đóng thuế để đem lại một cái gì đó cho người ta sung sướng đó là một cái hình thức mua phiếu để người ta bầu lại hoặc nếu không bầu lại thì không có gây bất ổn cho cái đảng đó cho cái xã hội đó đúng không thì trong thời gian qua đó chúng ta thấy đó đảng dân chủ đã làm một số việc nghe không Ví dụ đầu tiên hết khi mà ông Biden lên làm tổng thống với cái đa số của đảng Dân Chủ mặc dù đa số rất là mỏng manh ở tại Thượng viện nhưng họ đã đồng loạt thông qua được cái chương trình hỗ trợ kinh tế ngăn chặn Covid-19 là 1.900 tỷ đô la cực kỳ lớn và trong đó họ cho mỗi người dân đương nhiên là thu nhập thấp 1.400 đô la Hầu hết người dân Mỹ những người thu nhập thấp Có 1.400 đô la Rồi chưa kể nữa những ai thất nghiệp 300 đô la một tuần Đấy không Rồi gì nữa Cho những người nào mà nghèo Mỗi đứa con lại có thêm 250 hoặc 300 tùy theo Nếu mà 7 tuổi đó, Trở xuống thì được 300 Trên 7 tuổi tới 17 tuổi Được 250 một tháng trong 6 tháng trời như thế Một khoản tiền rất là lớn đánh vào ngay người dân mà người dân đa số người dân nghèo tức là đại đa số dân mỹ nhưng mà 9 tháng sau 9 tháng sau kể từ ngày ông biden lên làm tổng thống tới giờ thưa quý vị thì có vẻ như là không ai còn nhớ nữa là bởi vì sao cái cơn đại dịch covid 19 nó vẫn đang hoành hành nước mỹ mặc dù ngày hôm nay thì con số nó khá nhiều rồi nó khá hơn rất nhiều phải không nó không còn ghê gớm như những ngày trước nhưng mà vẫn còn là ở tình trạng gọi là nguy hiểm và người ta vẫn đang lo ngại cái chuyện đó mà ta quên đi rằng là trong thời gian qua một gia đình mà nghèo nói chung là thu nhập thấp trung bình là trong thời gian qua anh Thái, anh long biết là tôi nghĩ là vừa một ngàn tư phải không yeah. một ngàn tư rồi mình gọi cho 300 nữa đi à, một tháng là một ngàn hai nhớ không coi như là mấy tháng như vậy cũng sắp xỉ tôi nghĩ phải cỡ mười mấy hai chục ngàn một gia đình Uh -huh. Đúng không? Anh tính thì nếu mà anh thất nghiệp Mỗi tháng anh có ngàn hai Đúng không? Mà 9 tháng qua là nhiều rồi, mười mấy ngàn rồi ừ. Uh -huh. Rồi tôi, tôi, gọi cho khoảng cỡ 15 ngàn 15 ngàn một gia đình nếu mà thất nghiệp mà có con nhỏ Mà thu nhập thấp Thì thưa quý vị Nó nó vẫn bị là hai cái chuyện Chuyện thứ nhất là Covid-19 Bởi vì nó chưa hết hẳn Mặc dù ngày hôm nay cái số mà bị bệnh đã giảm trong 14 ngày qua đã giảm 19% 19% nhưng vẫn có trung bình thưa quý vị là 96.549 người 96.549 người tính đến ngày 10 tháng 10 và cái số người chết mỗi ngày vẫn khoảng 2.000 người mặc dù con số này coi như giảm 2% đã giảm cả hai cái ở bị bệnh và chết đều giảm nhưng vẫn còn cao đó là cái cái điểm thứ nhất cái điểm thứ nhì là gì đảng cộng đảng dân chủ trong thời gian qua mặc dù chi rất nhiều tiền nhưng mà không quảng bá được cái đó là bởi vì bị cái covid 19 nó khỏa lấp bị bên cộng hòa quánh te tua nó khỏa lấp bây giờ tôi nói cái vị thế này nha đơn giản một ngày tôi coi tivi một tiếng đồng hồ nếu ông Long tôi coi chương trình của ông Long không, nếu ông Long sẽ khoe ra ông Long làm gì làm gì tôi, tôi nhớ. Đây một tiếng đó ông Long bị chia vô Ông Long được 1 phần 3 1 phần 3 là nói về Covid-19 nó nhảy vô rồi 1 phần 3 nó là bên đối thủ của ông Long Quánh, quánh Long nó thành ra đâm ra Ông Long nghĩa là không có gọi là gì Quảng bá ra cái đó được Thay vì ông Long được 60 phút Thì ông Long còn 20 phút rồi đó Thì một cái thăm dò mới nhất Của trang báo Politico Và Morning Consult Phone Họ mới đây họ thăm dò dư luận Họ cho thấy là gì 61 những người mà được cái tiền 300 à, cái tiền mà mà, mà mà cho con nít á rưỡi 300 đó họ bảo rằng là cuộc sống của họ tốt hơn nhờ cái số tiền đó Thấy không nhờ cái số tiền đó nhưng chỉ có 39% nói rằng là cái tiền nó thực sự thay đổi cuộc đời của họ họ thấy đỡ hơn thôi nhưng mà thay đổi thì có 39% nói à Thực ra đó là bên đảng dân chủ tính là gì? Anh thiếu tiền như thế này. Thay vì một tháng dù anh phải có một ngàn đô anh xài. Bây giờ anh chỉ có 700 đô thôi. 700 đô là anh tiêu. 3 bốn tháng là anh tiêu bởi vì anh sẽ anh sẽ hụt đi 300 đô và anh mượn. Vì tôi cho anh 300 đô tôi cứu sống anh như vậy nhưng mà chỉ có 39% cảm thấy đó thôi. <laughs> 61% bảo là dạ, dạ, tôi có nhận tiền. Nhưng mà chỉ có 39% cảm thấy rằng nhờ cái tiền đó mà tôi tức là thay đổi cuộc đời tức là tôi không bị là đi vô cái chỗ khánh tận rồi 47% nói rằng khen ngợi đảng dân chủ là đã cho cái tiền mà trẻ em đó nhưng mà chỉ có 38% khen ngợi đó là công Biden <cười> <cười> thấy chưa Biden làm chết cha là bao giờ không ai biết hết cái đó là cái quan trọng thấy không rồi bây giờ thế này. Trong khi đó bên Đảng dân chủ đứng đầu là ông Biden đang tìm cách đưa thêm tiền nó qua hai cái dự luật. Một cái nó gọi là gì? American Rescue Plan là cái mà thưa quý vị có cái uh, gọi là gì uh, 1.200 tỷ đô la đúng không? Để mà hạ tầng cơ sở, một cái là à, xin lỗi cái build back better là cho cái hạ tầng cơ sở cứng tức là hạ đường xá xe cộ này kia còn một cái là American Rescue Plan là cho cái 3.500 tỷ đúng không anh đúng không yes. uh -huh. đó thì hai cái đó bây giờ ông Biden chưa đi tới đâu cả cái 1.200 tỷ đã được thượng viện thông qua rồi có sự ủng hộ của 19 thượng nghị sĩ cộng hòa nhưng qua tới hạ viện bị đảng bị kẹt mà hạ viện do chính đảng dân chủ kiểm soát còn cái 3.500 tỷ đó, thì thưa quý vị, chắc tình hình này chỉ còn được 2.000 tỷ thôi. 2.000 là 2.200, hoặc tối thiểu là 1.900. Bởi vì ông Joe Martin cũng bảo 1.500 mới ok, bây giờ ông đồng ý có thể lên. Nhưng mà bên cấp tiến, họ không chịu. Cái bài bà dân biểu đó của tiểu bang Washington, bà bảo phải xuống cỡ 3.000 mới 30 chịu, chứ còn dưới 3.000 bà 30 không chịu mà bay là bảo là chỉ độ từ 2009-2002 chứ còn trên 2002 là khó lòng lắm. Đó, bây giờ đảng Dân Chủ đang gặp khó khăn đó. Và trong cái chuyện này, cái chuyện mà không quảng bá được cái số tiền mà đảng Dân Chủ chi ra, thì một nhân viên ở của bên đảng Dân Chủ ở Thượng Viện nói là cái điều quan trọng là đảng Dân Chủ đã đưa được cái tiền này cho người ta, nhưng cái điều tệ hại là họ không quảng bá được không quảng bá được và đây không phải là cái chuyện trước mắt anh không phải là anh chỉ học báo anh chỉ lên anh trả lời phỏng vấn anh nói là dạ chúng tôi thông qua một ngàn tỷ chúng tôi đưa tiền chúng tôi cho cái là trợ cấp thất nghiệp cho quý vị là chúng tôi cái là cho tiền cho con quý vị nè mà họ nói rằng đảng viên chủ phải đáng lý phải làm cái chuyện là gì liên tục liên tục liên tục quảng bá liên tục quảng cáo quý vị thấy không ngưng cái là chết liền quảng cáo cho một cái mặt hàng gì vậy phải đánh liên tục liên tục mà khi mình quảng cáo á mà hàng bán không được nhiều nó bán ít á mà anh nó ngưng rồi chết anh công nhận không anh phải dập tiếp một nữa để nó vực dậy thì ở dân chủ bị kẹt cái chỗ này là bởi vì như tôi nói đó ông mai phi long đáng lẽ là ông có 60 phút đó, ông quảng cáo mỗi ngày tôi mở tivi nó tôi được con long sáu mươi phút giờ ông còn được 20 phút rồi đó là cái trở ngại của đảng dân chủ